Ui, ui. Xong một con ạ, xong một con ạ. Xong một con rồi, từ hắn đuổi. Ôi dồi. Ui. Ui trời. Ui dồi ôi, không được rồi. Từ hắn đuổi, Thuần ơi, cho nó giúp vào đấy. Thuần bắt luôn đi, Thuần bắt luôn đi. Đây. Ôi. Ôi. Con này. Con này con đầu đàn. À, con này con có đực ấy. Làm giống. Ui nhìn cái bộ này này, đẹp chưa? Hẳn lên xem nào. Nhấc hẳn lên cái này xem nào. Xem cái chỗ ở bên dưới làm như nào. Ui, cái này đun cái gì mà đen xì này. Nọ em nấu rượu này. À đây này, bịt thủng này. Phải nhét đây này, nhìn dưới này nhìn ấy hơn. Đố to đùng. Nhét cái này vào. À cái này không dám đun đâu nhờ. Không. Cái này là nhét cái rẻ cái gì vào. Đây. Bây giờ cái điểm mà tiếp đất của nó với cả cái đầu cột này là còn thế này 40 phân là còn chưa chạm này các bác. Ui dồi ôi, cái nhà này thì quá nguy hiểm rồi các bác ạ. Nhưng mà sao lỗ thủng to thế đây này, những cái lỗ thủng này mưa nó dần dột hết vào nhà đây à, đúng không? Vào mà cái đấy vẫn vào. Đây này các bác nhìn từ dưới này lên như kiểu là thế, cái chỗ kia cái đoạn mái kia nó còn sập xuống hay sao ạ? Chỗ nào? Trên kia. Ờ, nhìn nó không được bằng nhỉ. Thế bây giờ nhìn từ dưới này lên khác gì là như kiểu là đan. Sao ấy, sao đêm ấy. Nhìn một tối nhìn giống này. Đây rất là nhiều lỗ thủng luôn. Đấy, để mà xách cái này lên dốc này cũng khá là mệt đấy. Em thấy thế nào Hiệu? Mệt anh. Nhìn nó bé thế thôi nhưng mà kiểu lên dốc ấy nó hơi khó lên. Đi bộ còn vất rồi. Đấy, năm lúc mang quà đến thì cũng khá là vất vả cái cung đường của hai anh em ấy. Thôi nghỉ ngơi tí nhỉ. Chào các bác này. Cháu Khương xin chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, ngày hôm nay thì cháu Khương là có em Hiệu là đồng hành cùng cháu Khương. Thế bây giờ thì em Hiệu cũng có một kênh là Minh Khương TV Tem ấy các bác. Ngày hôm nay thì có cả Hiệu đồng hành cùng cháu Khương. Em gửi lời chào đến các ông các bà đi. Cháu Hiệu xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị. Đấy, hôm nay thì cũng mong là bây giờ thì thời điểm hiện tại công việc rất là nhiều ấy các bác. Nên là cháu Khương cũng muốn là lập ra một tem để chia sẻ bớt những cái công việc của chúng cháu đưa bây giờ hiện tại đang làm ấy. Có chia sẻ khá là nhiều hoàn cảnh nên là một mình cháu Khương đi rất là vất vả. Một ngày chỉ đi được một hoàn cảnh thôi các bác. Đi hoàn cảnh này thì hoàn cảnh kia lại không có người để mà đi chia sẻ nữa. Thì cháu muốn là san sẻ bớt cho em Hiểu là hai anh em là đi cùng nhau luôn. Cũng là một cái tem riêng thôi các bác. Thì mong quý cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương cũng như là em Hiểu. Hai anh em sẽ cùng đồng hành. Và cái tên kênh bây giờ là Minh Khương Tem các bác nhé. Mong quý bác anh chị sẽ đăng ký ủng hộ giúp hai anh em chúng cháu để chúng cháu có thêm cái động lực để đi chia sẻ những cái hoàn cảnh, những cái thước phim về cuộc sống đời thường của những người thiếu may mắn ở trên vùng cao đấy các bác. Ngày hôm nay lên thì cháu có mang một món quà của chú Lê Dũng thì cũng khá là lâu rồi, thì ngày hôm nay thì cháu mới có dịp để lên đây với cả hai anh em Hân Thuận là mua mua gà về để thả cho hai anh em ấy các bác. Cũng rất là xin lỗi chú vì thời gian vừa qua thì cái vấn đề là chú có gửi tiền đến thì cháu Khương chưa trao được. Cái vấn đề này là cháu cũng tính toán hết rồi, vì là do đợt trước ấy mua dê ấy các bác, là con dê còn có rất là nhiều cái vấn đề phức tạp nên là cháu Khương chưa mua lên. Ngày hôm nay thì thấy Hưng bảo là dê thì bây giờ hôm trước mua thuốc về tiêm thì xong là cũng khỏe mạnh lại rồi. Thì hôm nay cháu Khương lại tiếp tục là mua thêm 3 con gà, cả con trống với con mái để về cho hai anh em để thả ấy các bác. Hôm trước chi ra 500.000 thì thả chú bảo là mua 5 con gà con. Nhưng mà cái việc mà mua 5 con gà con thì là không thể nào mà lớn được ấy, lâu lớn đấy các bác. Mùa đông này nó rất là lạnh. Thì là cháu Khương cũng không yên tâm nên là mua gà lớn này về để nuôi, nó sẽ đẻ trứng và tự ướp lên đấy các bác thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy bây giờ thì xin mời quý cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương lên nhà hai anh em nhé. Con dê thì bây giờ là khỏe rồi. Đấy, bây giờ là tiếp tục đến gà, mong sao là gà sẽ phát triển tiếp để cho hai anh em có cái công việc để ở nhà
vừa chăn ghê chăn dê vừa thả gà ấy các bác. Dê đợt vừa rồi là bị bệnh à anh nhỉ? Bị bệnh ấy, bị bệnh chết hai con rồi. Không biết là bệnh hay là ai hại nữa cũng không biết. Bị chết hai con rồi. Ui. Em là đến nhà Hưng Thuận bao giờ chưa nhỉ? Em á? Ừ? Em đến rồi mà. Đến rồi à? Vâng. Em đấy, cũng biết bên này này. Xưa qua về hoàn cảnh một tí. À. À đây, Hưng đây. Đi đâu về đấy? Chào anh ạ. Ờ. À. Đấy. Ôi, cho vào đây cho mát đi. Cho hẳn vào trong này đi. Cho hẳn lên trên này đi. Cho lên trên này. Rồi. Đây. Ôi, biết là cái gì không? Ờ. Thuận đâu? Thuận ở trên nhà. Thuận à? Thuận ơi, xuống đây, Thuận ơi. Xuống đây. Xin chào không các bà. Ừ. Thuận đang ở trong nhà? Vâng. Dê là ổn chưa? Ổn anh ạ. Khỏe mạnh lại rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thế là yên tâm rồi. Tốt không? À đây, Thuận đây. Ui, hôm nay không mặc quần áo dài à? Không. Hôm nay xinh gái. Ừ, hôm nay xinh gái thế. Ừ. Chào con các bà đi. Con chào con các bà. Ừ. Ôi, hôm nay xinh gái thế nhỉ. Hôm nay đáng yêu thế. Hả? Xem là được khoảng bao nhiêu cân à? Ui, còn nhẹ quá. 10 cân. Ừ. Rất là đáng yêu các bác. Đấy, đến là thấy em Thuận là ra để ôm nhung sáo rồi các bác. Rất là đáng yêu. Đấy, em Thuận là năm nay được có 7 tuổi thôi. Ây, khi mà chúng cháu lên chia sẻ thì có nhận được những tấm lòng vàng của các bác gửi đến cho anh em. Ngày hôm nay thì có biết anh mang cái gì cho em không? Không, không biết à? Ra đây, ra đây. Ra đây để anh cho em xem cái này. Đây là con gà. Ui, ui, tí nữa bị tuột đấy chứ. Đây, con gà. Thích chưa? Có con gà để nuôi rồi đấy. Đấy. Có biết đến mấy con không? Ba con. Ba con à? Anh Hưng đâu rồi? Kêu. Đây, đây, đây. Ba con gà to nhá, không phải gà bé đâu nhá. Này thả cho nó đẻ trứng xong là nó ấp lên ấy thì nó sẽ có gà con. Rất là thích này các bác. Những cái món quà các bác gửi đến thì anh em đều thích cả các bác ạ. Từ nhỏ đến giờ là khi mà không có sự bao bọc của cha mẹ ấy, thì ở nhà rất là khổ đấy các bác. Hôm nay thì cũng đỡ được phần nào rồi. Quần áo các thứ là có đủ để mặc rồi các bác. Bảo anh Hưng ra đây, anh Hưng đâu rồi? Giờ đây là có ba con thì đấy, lúc nãy bạn Clement lấy cái túi đây đi, lấy cái túi, lấy cái lưới, lấy cái lưới về để quay cho cái chuồng ấy. Đấy là bạn Clement là cầm hộ cháu cái lưới này các bác. Cái lưới này là để quay để cho lần lần khả năng là mới này thì nó chưa thuần ấy, chưa ấy thì có thể là quay lại cái một chỗ góc nào đó để thả cho nó quen rồi và lúc đấy mới thả ra ngoài được các bác. Bây giờ mới là bây giờ là mới là chưa thả được đấy. Này là Hưng ơi, ra đây. Vâng. Đấy, cái lưới này là anh mua về để làm cái chuồng ấy. Bây giờ để mà lấy cây về mà làm thì lâu quá. Đấy, cái này mình căng lên để làm cái chuồng ấy. Cái chuồng lúc nào mà mình thả khoảng 1-2 hôm thì nó sẽ quen rồi, nó không đi đâu nữa. Bây giờ nó mới là mình phải làm chuồng chứ không để nhốt ở trong này được. Đấy, cái này nó là rất là to này. Em cầm một góc đi xem nào. Đấy, cái này thoải mái luôn. Đấy, quay một góc nào đấy để thả vào thôi. Cái này em tự làm nhá. Vâng. Đây là bây giờ anh mua lên này thì em để quay xong là thả vào, xong lúc nào nó cho nó ăn quen rồi nó sẽ không đi xa nữa là sợ. Vâng. Bây giờ để nhốt cái bé này thì nó lâu, nó không có chỗ để vận động ấy. Vâng. Để cho vào túi đi. Đấy, anh em được cắt ra nhá. Lúc vâng. nào mà nó quen rồi thì em này có thể tháo ra lúc nãy là mang đi làm cái vườn đấy. Vâng. Cái vườn trồng rau cũng được. Vâng. Thì bây giờ tháo ra để xem gà nhé. Gà thì mua gà to thì không mua gà nhỏ đâu. Gà nhỏ là nó hay bị bệnh lắm. Bây giờ mình mua gà nhỏ vì là không có con lớn thì nó dễ bị chết đấy. Ui, từ. Tí nó nhảy ra. Này toàn gà ta đấy nhá.
mở tập buông không? Đấy, cầm đi. Đấy. Hai con mái một con trống. Này chuẩn cầm một con đi. Đấy nặng không? Đây còn một con nữa. Đấy, ba con này. Ba con là bây giờ là hai con này là con mái này. Đấy, còn con trống thì trống. Đấy rất là to này, rất là đẹp. Đấy còn là một con là nguyên gà đen luôn này. Sau này mà nuôi được nhiều gà đen là mang bán là khối tiền luôn. Đấy con này cũng là đen này. Đấy, anh mua cái loại gà xịn nhất thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Này thì tí em làm mà cái lồng xong là cái chỗ để mà thả ấy. Vâng. Đấy. Thuận ơi. Đấy, Thuận ơi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ừ, Thuận mơ bậc pin hết tôi đẹp. Thả vào đây tí nhỉ. Đấy, thả vào đây tí làm chuồng xong đó. Đấy, thả hết vào đây đi. Con này là phải hơn 2 cân các bác, gần 3 cân đấy. 2 cân 3 đây. Ui, ui. Xong một con rồi, xong một con rồi. Xong một con rồi, từ 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 từ, hãm đuổi. Ôi dồi ôi. Xem đi ra đây hết rồi. Ui, chó đi. Anh đi ra đây, em xích ở đây. Ra ra bên này đi. Xong một con rồi à? Xong ra ngoài rồi anh ạ. Từ từ lấy cái này, chèn cái này vào đó, không là cái này xong nốt thì. Cái đấy nó không ra được đâu anh ạ. Ra được đấy. Đâu rồi? Đâu rồi? À đây 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 đây. Đâu? Đây đây nó ở dưới này thôi. Vay vào nhá. Thuận ở đứng bên kia, Thuận đứng bên kia. Thuận đứng bên kia. Ui. Nó không chạy đi đâu đâu. Từ 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 từ. Đừng đuổi nhiều, tí nó sợ đấy. Nó bay ra dưới kia bây giờ. Đây đây đây. Đây rồi, nó ở dưới này rồi. Ơ, lên trên kia rồi. Nó lên rồi. Lên trên kia rồi. Nó đi lên rừng rồi. Thấy không? Lên trên kia rồi anh ạ. Lên trên kia. Ê, đang vào cái vườn này mà. Đâu, 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 đâu. Đây, 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 đây. Nó lại bay xuống bên kia rồi. Ui. Nó bay xuống kia rồi. Đâu rồi? Mất tích rồi. Đây 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 đây, ở đây ở đây. Từ 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 từ. Ra đây ra đây. Bây giờ anh em tập trung vào hết mỗi người một chỗ là bắt được rồi. Nó đang trốn ở dưới gầm này này. Hưng đâu rồi? Đây này, nó ở đây này. Bên kia có chỗ luôn. Đấy đâu rồi? Có một người ở bên kia. Hưng ơi. Dạ. Đây đây đây. Đây rồi, đây rồi. Nó đang chui ở dưới này này. Em xem bên kia là có lối thoát không nhá. À, bắt được. Bắt được luôn này. Bây giờ chắc là bắt được rồi đấy. Cứ bình tĩnh, từ từ. Ôi trời. Ôi trời ơi, không được rồi. Từ 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 từ, hắn đuổi Thuận đây, cho nó giúp vào đấy. Thuận bắt luôn đi, Thuận bắt luôn đây, đi. Đây đây đây. Ôi trời. Ôi. Thuận kém quá. Đi đâu rồi? Nó lại xuống rồi. Từ từ đã, cho nó đây đây đây. Ừ đúng rồi. Đuổi như thế này đuổi không được. Cho nó giúp, tí nó mệt nó khác giúp mà. Đâu rồi? Đâu rồi Hưng ơi? Đây đây đây. Nó đi xuống cái kia rồi. Sợ nó có đi đâu không nhỉ? Chắc nó không đi đâu đâu. Kệ nó thôi, bây giờ đuổi nó lại đi mất đây. Sống một con rồi, làm nào bây giờ? Sợ nó đi mất đây. Đâu? Chắc nó không đi đâu đâu nhỉ? Không đi đâu. Nó đi quanh quanh đây thôi. Thôi tí à. Nhưng mà để ý con nào để nhớ nha. Không tối không về không biết đâu.
Còn mỗi con đấy thôi mà. Vâng. Con màu vàng vàng đấy thôi. Thôi cứ bây giờ đừng đuổi nữa. Thôi. Tí nó là nó sợ ấy. Thuận đâu rồi? Lên trên rồi, Thuận trên. Thuận ơi. Mấy con này vì làm sao nhỉ? Không ăn à? Thuận ơi. Ăn đi còn kêu ca cái gì nữa. Không đuổi nữa kệ nó. Tí em trông là được. Chào đồng bào. Mệt. Sao hả? Ôi trời ơi. Đây à, bây giờ thì nó đuổi nhiều ấy, sợ nó sợ ấy. Thì à, kệ nó thôi, để ý nó bảo là được. Bây giờ trong rừng này thì có mỗi nhà em thì nó không đi đâu đâu. Vâng. Thì nó lại về, nó quay về ăn thôi. Dê thì à, khỏe mạnh lại rồi các bác ạ. Hôm trước tiêm vào là ok rồi. Đấy, mồm à, đỡ hơn rồi. Đỡ. Kiểm tra mồm nó tí xem nào. Đỡ. Ừ, mất dạy thế nhỉ. Đấy, đang quay phim mà thì ỉa đái này chết giờ không. Xuống đây. Tay anh đang bẩn. Ê, dơ nhá. Nhà ký thế. Mệt chưa, đuổi gà mệt không? Ai bảo em. Anh chưa cầm đến là em đã thả rồi. Dê thì à, bây giờ thì à, ổn rồi các bác ạ. Đây này. Nhìn con nào cũng à, khỏe mạnh rồi. Hôm trước là chắc là do bệnh thôi nhỉ. Vâng. Tiêm vào bây giờ nó khỏi rồi. Thôi mình à, cứ nuôi lấy kinh nghiệm đã. Con này có vẻ là chửa hay sao nhỉ. Vâng. Béo béo này. Bụng to phết đấy. Hai con chắc chửa. Chửa rồi, chắc chửa rồi. Còn con này thì à, trước đúng mồm chứ. Là bị loe loét rồi, bây giờ đỡ nhiều rồi này. Vâng. Con này là không bị sao đúng không? Con này, à, con này không này, bị, không bị, không bị. Con này con đầu đàn, à, con này con có đực ấy, làm giống. Ui nhìn cái bộ này này đẹp chưa? Dê này nuôi được 2 tháng chưa nhỉ, anh nhỉ? Được đấy, hơn rồi chứ? Hơn rồi, khá lâu tháng. Rồi. 3-4 tháng thì bao? Lớn nhanh hết nhỉ? Đấy, đấy, đấy. Nó chỉ ăn mỗi lá của nó thôi nhỉ, cộng của nó không ăn đâu, cái này không, to như này. Ăn đâu. Cái này nhặt vứt đi, cái này tí nữa gom hết. Gom xong để một đống cho nó khô đốt đi thôi. Vừa làm phân. Để sàn. Đừng tì vào đấy, bẩn. Đấy, con gà bây giờ đi đâu rồi? Sợ nó có đi đâu không nhỉ? Không, không đi đâu nhỉ. Nó quanh quanh đây thôi mà. Tí đi không biết về sao? Đây cái mối nhà mình thì nó ở đây xong tối nó tự về. Thôi bây giờ đừng đùa nó nữa. Đùa nó đi, con càng sợ là nó càng không dám về ấy. Vâng. Nên được chồng con. Mai mất à, anh mua bù cho. Lỗi anh Cương ấy. Lỗi Thuận đấy. Anh còn chưa với tay tới nó thả rồi. Ê, bây giờ là cứ để cho nó tí làm chuồng xong đã nhá. Vâng. Thả để 1-2 hôm này nó quen là nó không đi đâu nữa đâu. Gia đình là có một cái chỗ để đun cám này các bác. Hỏng hết rồi. Cám lợn. Bây giờ có con lợn nào không? Có. Có. Con lợn này. Bây giờ là gia đình là có mỗi thứ một ít thì phát triển dần thôi. Có cả gà, dê, lợn rồi. Trâu thì nếu như mà à, xem tới nữa các bác gửi đến nữa thì xem có đủ con trâu thì mua con trâu cũng được. Hay không mua dê nữa nhỉ? Vâng. Ngán dê chưa? Vẫn chưa ngán đúng không? Vâng. Chị được. Không, không sao đâu, cái này là không vấn đề gì cả. Vâng. Nó không may mắn thì nó mất đi thì chấp nhận thôi. Nhưng cái điều mình chỉ làm sao để muốn thay đổi cái cuộc sống của mình nhưng nó không được may mắn. Vâng. Mất đi thì chấp nhận thôi. Cái chảo này là thường xuyên hỏng ra. Thùng. Thùng á, đây vẫn có nước đây. Không. Nó bị thủng một lỗ, em lấy cái này nhét vào đây. Đâu. À. Thủng hẳn một lỗ, nhấc hẳn lên xem nào. Nhấc hẳn lên cái này xem nào. Xem cái chỗ ở bên dưới làm như nào. Ui, cái này đun cái gì mà đen xì này. Nọ nấu rượu này. À đây này, bị thủng này. Phải nhét à, đây này, nhìn dưới này nhìn ấy hơn. Lỗ to đùng. Nhét cái này vào. À cái này không dám đun đâu nhờ. Không. Cái này là nhét cái rẻ cái bông vào. Đây bên trong này này các bác. Cái như là sẽ đun lửa để làm nóng cái chảo lên và làm những cái thức ăn của con trâu ấy. Trước là nuôi dõi cái con trâu kia là cũng chăm tốt lắm ấy nhỉ. Vâng.
Chưa, em cho nó ăn nấu cám cho nó ăn đây, bỏ vào đi. Được. Thì cái con trâu bé bé hôm trước đi thuần đây nó đi được chưa? Đi bỏ được dây chưa? Đi được rồi. Đi được rồi à? Vâng. Ừ. Đấy, em thuận là một mình em bé tí mà đi dắt con trâu đấy để đi cày. Ê, anh để cái lưới ở đây nhá. Vâng ạ. Cho em xem quay chỗ nào thì em quay. Vâng. Xem cái con gà kia rồi. Tí để ý tí nữa. Sợ vâng. Nó đi đâu ấy. Ở đây thì khả năng là không đi đâu đâu các bác. Để khó để mà ấy nhỉ. Chưa biết là đi đâu nữa. Chắc chỉ giúp vào những cây bụi cây nào thôi. Bây giờ mình càng đuổi nó càng sợ. Nhờ nó không dám về. Chắc phải độ tiếng nữa nó mới lại ra. Ừ. Thôi lên nhà đi nhỉ. Vâng ạ. Đi rửa tay cái đấy. Vừa cầm gà xong. Em rửa xong. Đi rửa tay đi. Vâng. Ui. Cái chỗ này này càng ngày càng nguy hiểm đấy. Đây đi làm lúc không để ý này có rơi xuống đây này. Bị mục hết rồi. Em nhìn thấy chưa? Cái cây này bị mục hết rồi này. Ôi. Còn có một tí thôi. Đúng rồi, còn đây này xem nhìn thấy rồi. Có cây là bị mục hết rồi này. Đấy. Cái này khéo gió vào một tí thì nó có khi bay hết luôn. Nguy hiểm quá, nhìn cái cây này là đi qua đường này thì đến để ý vào không là rơi vào đầu luôn đấy. Đi chỗ này là phải cẩn thận vào. Cái chỗ này bây giờ hiện tại là cũng bị treo nữa rồi các bác. Đây này. Này treo rất là cao luôn. Vì cái chỗ này là đợt trước là Hưng là có kè dưới này. Nhưng mà bị kè là không dùng đến vứa. Là xếp đá lên để kè thôi các bác. Tuy rằng thì theo thời gian thì bị mưa nhiều hát vào. Thế là nước đất nó cứ trôi đi xong là bây giờ nó không có điểm mà rằng nhau nữa là bị sạt xuống. Bây giờ cái cột này là bị treo rồi đấy các bác. Bây giờ nó phải cách đất là khoảng để cháu Khương đo xem nào. Gang của cháu Khương là 40 phân à 20 phân. Hai gang là 40 phân. Hai gang là 40 phân đây này. Bây giờ cái điểm mà tiếp đất của nó với cả cái đầu cột này là còn đây này. 40 phân là còn chưa chạm này các bác. Ui dồi ôi. Thế nhà này thì quá nguy hiểm rồi các bác ạ. Đây này bây giờ còn cách hẳn cả tầm độ 5 phân nữa mới chạm được. Cái chỗ này có phải trước em kè lên xong bị sạt không? Chỗ này này. Đúng rồi. Chắc là bố em kè đấy chứ em làm gì đã biết đúng không? Vâng. Đấy. Bây giờ là cái nhà này cũng treo hết rồi, mục hết rồi cái cây này rồi. Nguy hiểm quá. Bên kia đang treo một cột nữa kìa. Tổng là bị treo mấy cột? Treo mấy cột dưới này. Bốn cột. Đây cái nhà bây giờ nhìn cái cột nó mọt hết rồi các bác. Nguy hiểm nhất là cái mái ở trên kia kìa. Bây giờ nó nếu mà để ở ra bên kia mà quan sát ra nhìn ra ấy, thì là nó bị cong như này này các bác. Chứ không nó thẳng đâu. Trước ngày xưa là mái nó thẳng tắp như này. Bây giờ nó bị cong như này rồi cái chỗ đầu này này. Đấy. Như thế này luôn. Sợ không? Đi qua chỗ này là phải đi nhanh nhá. Không chi kia sập xuống là vào đầu ấy. Đấy. Chỗ kia kìa cây bị mọt hết rồi này. Cái chỗ này này mọt hết rồi. Đấy. Ui. Rửa tay chưa? Đây là chỗ nhà tắm của hai anh em các bác. Cũng được bà giáo tên ở dưới Bắc Ninh là gửi đến cho hai anh em. Khương cũng đã làm cho hai anh em xong rồi. Tắm ở đây đỡ lạnh đúng không? Sang năm nếu mà làm nhà xây xong làm cái phòng tắm phòng cho em thuận. Chứ bây giờ để làm ở đây thì cũng không chắc chắn đâu. Bây giờ làm ở đây thì sau này nếu mà không làm nhà ở đây thì cũng phí. Đúng rồi. Trước anh cũng đang tính là làm một cái nhà vệ sinh với nhà tắm xây nhưng mà phí quá. Sau này đằng nào cũng dỡ nhà mà. Khả năng là sang năm để nếu như mà các bác yêu quý hai anh em đủ thêm kinh phí là anh sẽ làm nhà cho em một cái. Vâng. Để cho hai anh em yên tâm hơn các bác. Bây giờ bố mẹ đã không còn rồi. Chỉ có hai anh em nương tựa nhau cũng chẳng có cái đồng tiền kiếm ra được cả. Chỉ có là đi làm thuê những cái công việc ở trong làng người ta thuê thì giá cũng rất là thấp. Không ăn thua. Còn để mà tiết kiệm được cái đồng tiền đấy để mà làm nhà thì chắc là khó lắm. Em Thuận bây giờ còn rất là bé nữa các bác. Bỏ em Thuận đi thì cũng không được. Em Thuận còn đang phải học nữa. Mong sao là các bác sẽ dang rộng vòng tay để giúp hai anh em có được cái ngôi nhà thôi các bác ạ. Để che nắng, che mưa. Có thể là đi những ngày mà
em Thuận đi học, Hưng đi ra ngoài kiếm tiền thì ở cái ngôi nhà chắc chắn hơn, có cái đồ gì giá trị để ở trong nhà thì đỡ bị mất trộm ấy các bác. Hôm trước là bị mất mấy bao thóc rồi. Đấy, rất là nguy hiểm. Cái ngôi nhà bây giờ ở đây là nếu như mà mưa to cũng bị hát vào hết đấy nhờ, cái chỗ này. Vào mà anh. Đấy. Xuống cấp hết rồi. Xuống cấp quá. Cái ngôi nhà còn nguy hiểm. Nhìn thì rất là to nhưng mà bây giờ vào bên trong là có chỗ là không dám đi lại các bác. Rất là nguy hiểm. Tháo ra nhìn thế thôi, nhưng mà tháo ra là bị mọt hết, không tận dụng được một cây nào luôn. Cái này nhìn nó lành thế mà trong này có một vết ở đây. Hôm trước nhà hai ông cháu quyết đây. Cũng lúc đầu chưa tháo nhìn nó cái ngôi nhà còn chắc chắn, nhưng mà tháo xong ra là chỉ có làm củi hết thôi. Ui. Cái này có cái gì ở trong này này? Đâu. Anh thấy lấy cái cây cho anh chọc chọc xem nào. Lấy cây đi kìa. Cây anh ấy. Đấy. Đây giống cái ổ. Cháu Khương xin chào tất cả các bác. Hôm nay cháu Khương xin phép là giới thiệu lại một lần nữa về cái gian hàng nhỏ nhỏ hiện tại mà cháu Khương đang kinh doanh trên kênh YouTube của cháu Khương. Và đây trước mặt màn hình của tất cả quý cô bác anh chị đang nhìn thấy, đây là gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Cái mặt hàng thứ nhất là mật ong khoái nguyên chất đấy từ rừng già về các bác, là cháu Khương đã đóng thành chai như này rồi, và bây giờ thì cháu Khương sẽ rót lại cái mật ong đấy cho quý các bác anh chị cùng xem về cái độ đặc sánh của mật ong các bác nhé. Đây là mật ong khoái nguyên chất 100% lấy từ rừng già về, và sẽ thành như thế này các bác ạ, và sẽ cho rót ra chai để gửi cho tất cả quý các bác anh chị đã ủng hộ đấy các bác. Đây là độ đặc sánh của mật ong này, là rất là đặc sánh này các bác. Đấy. Còn ngoài ra thì cháu Khương còn có bán hộ em Hiển là chối hột này các bác. Đây là chối hột nguyên chất được em Hiển là tận tay đi tận rừng lấy về và thái lát phơi khô như này, và cháu Khương đã mang lên và ủng hộ em Hiển đấy các bác. Còn đây là chè san tuyết ở Hà Giang này. Chè san tuyết ở Hà Giang thì cháu Khương có lấy lên 2 cân cho hai ông cháu ở trên rừng ấy các bác. Đây là chè mà hai ông cháu tự tay ra hái ở trong rừng già về, là chè cổ thụ ở Hà Giang đấy, và mang đi nhờ nhà máy là sao lên, và hai ông cháu là phơi khô và đóng gói như này, là cháu bán hộ cho hai ông cháu này các bác. Một túi như này là 1 cân này đó. Còn ngoài ra đây là cái hạt ốc chó của em Quân 14 tuổi ấy các bác, là cũng có nhờ cháu Khương và em Trình là bán hộ em Quân đấy các bác. Đấy. Còn cái sản phẩm cuối cùng là cái sản phẩm hạt dồi này các bác. Hạt dồi này là cháu đã gói thành một hộp như này rồi. Thì là một hộp sẽ rất là nhiều hạt này các bác. Mỗi lần mà các bác dùng mà chỉ cần 2 hạt như này là dùng để rất là thơm này các bác. Cho vào gia vị như là chặt gà, làm gà ăn này. Là các món ăn là có thể là trộn cái gia vị của hạt dồi này vào rất là thơm nha các bác nhá. Và trên đây là cái gian hàng nho nhỏ của cháu Khương. Cháu Khương cũng mong sẽ được quý cô bác anh chị ủng hộ để cháu Khương có thêm được cái nguồn kinh phí, cũng như là đi chia sẻ những cái hoàn cảnh ở vùng cao mà còn rất là thiếu thốn đấy các bác. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị tiếp tục theo dõi video ạ. Chuột này các bác, đây này, nhìn giống ổ chuột thế. Khả năng là ổ chuột đấy. Ui, đây này. Đúng rồi, ổ chuột đấy. Đây là chuột nhà các bác. Cái cây này là cây vầu. Ui, bị thủng như này thì nó chả vào à? Thủng hết rồi nó vào, nó thế nó chọc chọc nó lại chui ra con nhỉ. Ôi, có cả con chuột làm tổ trong này luôn các bác. Đấy. Nó mang những cái rơm này, rơm dạ này, mang ra làm tổ ấy. Đấy, bây giờ cái ngôi nhà thì nguy hiểm quá các bác. Thôi đi lên nhà thôi nhỉ. Vâng. Nhà đi. Cái chỗ này là đi lại là cho Thuận đi nhanh nhanh nhá, không được ở đây chơi đâu. Vâng. Cái bây giờ để mà nhìn là cái ngôi nhà với cả chuồng dê là khác biệt nhau hoàn toàn luôn các bác. Này, ngôi chuồng dê là rất là mới này. Bây giờ trước là làm cái chuồng rất là đẹp luôn các bác ạ. Cái chỗ này thủng to quá này. Ui. Chỗ này là đi cẩn thận đấy. Vâng. Chỗ này là xin gia đình cũng có xách nước, những cái chung nước vào đây để dùng hàng ngày này các bác.
Đấy, bây giờ cái chỗ này là cũng chỉ che qua, cũng không an toàn thế nào các bác ạ. Nhất khi là em nhỏ ấy thì hay chạy nhảy lắm các bác, nhưng em Thuận là chạy khắp nơi. Ôi xa. Được rồi, em mưa anh. Ờ. Ui. Đây này, cái cây này mọt hết rồi này. Mèo đâu? Mọt hết rồi. Mèo đâu? Những lỗ mọt rất là to này các bác. Bây giờ nếu như mà quan sát những cái ngôi nhà của hai anh em ấy thì nhìn rất là xuống cấp các bác ạ. Đây có thể là cháu sẽ ghi hình ở phần mặt bên trên mà hai anh em ở này. Cái này là có lót thêm một ít cây ván, cây vầu ấy. Bây giờ những cái lỗ thủng ở trên kia nhìn khiếp quá. Nhìn giống như là ai ném đá ấy các bác. Nếu thủng rất là to, cái này là mưa đá đúng không? Có vào anh. Đây là mưa đá à? Không, ngày trước tận dụng cái tấm lập cú anh. À, tấm lập cú. Nhưng mà sao lỗ thủng to thế đây này? Những cái lỗ thủng này mưa nó dần dột hết vào nhà đây à? Đúng không? Vào mà cái đấy vẫn vào. Đây này, có bác nhìn từ dưới này lên như kiểu là thế. Cái chỗ kia, cái đoạn mái kia nó còn sập xuống hay sao ạ? Chỗ nào? Trên kia. Ờ, nhìn nó không được bằng nhỉ? Ừ. Thế bây giờ nhìn từ dưới này lên khác gì là như kiểu là sao ấy, sao đêm ấy. Nhìn một tối nhìn giống này. Đây rất là nhiều lỗ thủng luôn. Đây các bác, cái ngôi nhà thì hiện tại xuống cấp rất là trầm trọng này các bác. Những cái chỗ cửa chính bây giờ làm chống bằng cái cây này cũng mọt hết rồi này. Đây đằng mái bên này thì hiện tại nó đang bị đi xuống là do cái cây này bị mọt này các bác, đã thấp hẳn xuống này. Nhìn rất là khiếp luôn. Ôi anh cứ vào chỗ đây đi. Đây. Đấy, chỗ này nguy hiểm chưa? Đây này. Nó bị mọt ở trong này là thành ra là bị cái mái này nó xuống hẳn luôn này các bác. Nhìn. Ui nhìn những cái cây đan này này, khiếp nhỉ. Bây giờ đổ nghiêng hết sang một bên rồi. Vẹo hết rồi. Siêu vẹo rồi, ngôi nhà siêu vẹo rồi. Nhìn nhà thì nhìn rất là rộng nhưng mà không có một thứ gì giá trị ở các bác ạ. Khi mà anh em là không có người mà dẫn dắt, hai anh em tự dẫn dắt nhau và đi trên cái con đường còn lại của hai anh em mà bây giờ rất là khổ, không biết là bao giờ mới thay đổi được các bác. Muốn làm sao để cho hai anh em có cái kinh tế con dê để nuôi phát triển kinh tế gia đình mà bây giờ như thế này thì không ổn định một chút nào các bác ạ. Cái đệm với cái chăn là anh em cũng có mang lên đây để dài cái chỗ ngủ này này. Bây giờ là hôm mà không ngủ là Hưng là để gọn sang như thế các bác. Đây cái chỗ ngủ của hai anh em này, thổ thùng rất là to. Hôm trước bố bạn về còn chỗ ngủ còn ấy, sao lại không quay ở đây mà ngủ đi Hưng? Vâng. Quay vào cho nó đỡ lạnh ấy. Bây giờ gió lùa nhiều quá ở chỗ này ấy. Đây này, những cái chỗ này mọt hết rồi, cái cây này có chỗ ngủ của Hưng luôn này các bác. Ui hồi. Đây, ở đây lỗ thủng rất là to này. Nếu như mà mưa hắt từ trong ngoài kia vào là sẽ bị vào trong nhà, là chỗ này là chỗ ngủ của Hưng luôn đấy các bác. Đây, những cái cây mọt này. Hai anh em chỉ tận dụng lấy những cái pro cũ của nhà người ta ấy là về để lập cái mái các bác. Có thể là trước là có phải mua không Hưng? Pro cũ này. Mặc tùm. Dạ. Pro cũ này trước có phải mua không? Không. Xin à? Vâng. Ôi xin được là cũng được. Mày. May là đi đúng nữa. Cũng xin được là không biết là cái gì mà lợp các bác ạ. Nếu mà lợp bằng không có pro là lợp bằng những cái gì nhỉ? Dơm nhỉ? Vâng. Chỉ có dơm thôi. Đấy. Này dơm dễ cháy lắm. Đúng. Quá là dễ cháy. Với lại nó phải thay liên tục nữa. Đúng rồi. Nhìn sang bên kia có cái lỗ thủng này, này. Chỗ này mưa vào là hắt vào hết đấy. Này. Năm thay một lần. Năng là bây giờ đến phương án mà sửa nhà ở đây thì còn tốn kém hơn cả một cái nhà cơ 4 luôn. Gỗ thì chặt từng cây một, bây giờ là gỗ người ta cũng không cho chặt rồi. Đúng không? Đúng rồi. Gỗ bây giờ là không cho chặt nữa, nếu như mà có thể là sửa còn tốn kém hơn cả cái làm một cái nhà cơ 4 đấy các bác. Làm cây rất là tốn kém. Cột bây giờ cái ngôi nhà xem nào, thì cột 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ui mười mấy, 24 cột cả.
32 cột đấy anh ạ. 32 cột á? Ừ. Ui, này chặt bao giờ cho đủ phá rừng à? Này phải phá hẳn một cái rừng mới đủ một cái nhà ấy nhỉ? Làm nhà gỗ này mình phải tự có gỗ thì mới không. Đúng rồi. Còn nếu mà mình tự có rừng thì mới làm được. Nhưng mà kiểu là nếu mà để mà làm bằng gỗ thì cũng phải gỗ xịn. Còn gỗ đều bây giờ mà đi chặt về á, làm trong vòng mấy năm thôi, căng lắm là 3 đến 4 năm là mọt hết rồi. Thuận ra đây nào Thuận ơi. 3 đến 4 năm là mọt hết sạch luôn. Cái nhà này không biết là làm được bao lâu rồi. Cái ngôi nhà thì bây giờ chỉ có là hai anh em sinh hoạt tạm bợ thôi các bác ạ. Để sang năm nếu như mà đủ kinh phí là cháu Khương sẽ tiến hành làm nhà cho anh em và đi hạ sơn ở dưới kia thôi các bác. Ở đây đi lại, phương tiện đi lại rất là khó khăn. Leo cái dốc kia đã đủ mệt rồi đúng không? Không phải đơn giản thế nào cả. Leo một quả đồi gần đến đỉnh đồi thì mới đến nhà của hai anh em được. Vâng. Đi trên kia xuống cũng được mà đi dưới lên kia lên được. Nhưng mà tuy rằng thì mình có thể là mình lại leo lên nó cũng để nhau. Xe ở trên kia thì tối về mình về mệt ấy thì mình leo lên rất là vất. Thà rằng mình để xe đến kia là lúc đầu mình lên còn khỏe thì tí xuống thì mình đi bộ xuống thì nó dễ hơn. Đấy, rất là vất vả các bác. Cái hai anh em là thường xuyên là lấy củi đi bán là cũng phải vác đi theo cái cung đường mà chúng cháu hay để xe dưới kia và di chuyển đến đây các bác. Đấy, rất là xa. Cái phương tiện đi lại khó khăn. Đấy, nếu mà đi xuống dưới kia hạ sơn thì làm nhà xong là cái này có thể là em làm cái chuồng dê thi thoảng là ở ngày em ra đây chăn thì tối em mới xuống dưới kia ở, nó đơn giản hơn. Vâng. Nên còn để mà em Thuận nữa, thứ nhất là em Thuận thôi, bây giờ em Thuận còn đi học. Đi xuống dưới kia thì còn có bạn có bè để còn chơi với nhau. Thì bé sẽ phát triển được cái bản thân nhiều hơn. Không là ở trong này thì chỉ có hai anh em thì không phải là ngày nào cũng được nói chuyện nhiều đâu. Công việc thì rất là nhiều. Anh thì đi cắt cỏ, còn em thì đi học thì tối mới về. Đấy, ngày hôm nay thì người cuối tuần thì may ra thì còn gặp được em Thuận ở nhà của bác. Thường thường là ra là ít gặp lắm. Đấy, đợt này học giỏi hơn chưa? Vẫn chưa á? Vẫn chưa. Trả lời một câu. Nhanh. Chưa, nhanh. Thuộc bài hát nào chưa? Chưa. Vẫn chưa thuộc bài hát nào á? Đấy, cái tay thì... Thật là học lớp mấy rồi nhỉ? Lớp 2 nhỉ? Lớp 2. 7 tuổi. Tay bé tẹo. Ui. Nhưng mà nhìn rất là chắc thịt nha. Tay bé nhưng mà thịt chắc lắm. Cái này thì, giống em Thuận này là sau này là rất là cao ấy. Cao ấy, xinh, gọi là xinh gái nhất trong cái khu đây rồi. Nhà đi xuống dưới kia hạ sơn đâu mà làm nhà mới ở dưới kia thì quá là đẹp luôn nhá. Có thích ở nhà xây không? Có. Ừ. Cái gì sẽ giúp cho hai anh em là làm sao để kêu gọi cho hai anh em có được cái căn nhà thôi các bác ạ. Bây giờ để mà như thế này thì không ổn rồi. Thứ nhất là nguy hiểm quá. Để có đồ đạc giá trị gì thì chúng cháu cũng như là làm chương trình thiện nguyện như thế này các bác kết nối yêu thương đến cho hai anh em. Có những món quà của các bác gửi đến ấy, nắm lúc thì những cái đồ giá trị các bác gửi đến thì chúng cháu cũng không muốn là mang lên đây để trao cho anh em, vì sợ để trong nhà quay những cái thước phim lên thì là có thể là những cái vị khán giả ở ngoài xung quanh thì cũng có thấy giá trị là người ta ra rình mò người ta lấy hết. Đấy. Người tốt cũng có, người xấu cũng có các bác ạ. Như chúng cháu thì muốn làm sao với cùng các bác là muốn làm sao để hai anh em thay đổi cuộc sống đỡ vất vả, đỡ khổ hơn thôi. Nhưng người ta lại ghen ăn tức ở. Đấy, còn dê bây giờ mua về 5 con là cũng chưa biết là nguyên nhân là làm sao chết nữa. Có thể là một phần là do bệnh, thứ hai là do cũng cái này là vấn đề nhạy cảm nên là cháu Khương cũng không muốn nói. Đấy, mong sao là các bác sẽ cùng đồng hành cùng cháu Khương để giúp cho hai anh em có được cái căn nhà thôi các bác ạ. Đấy, còn để mua những cái đồ giá trị về ở đây thì cũng không yên tâm chút nào cả. Cái bây giờ em cần thiết nhất là em mong muốn là có cái gì nào Hưng? Dạ, cái ngôi nhà để ở. Ngôi nhà để ở đúng không? Dạ. Em Thuận là em Thuận bây giờ em mong muốn là cái gì, điều gì nhất này? Cái nhà để ở. Cái nhà để ở á? Dạ. Có cái nhà để ở là đấy, hai anh em chỉ mong là có cái nhà để ở thôi. Cái áo còn mặc ngược. Không. Ngược rồi. Không. Áo ngược à? Ngược rồi. Lộn đằng kia về đây chưa nào? Mặc cái áo này nhìn ba lỗ luôn nhỉ? Rất là xinh gái. Lộ từ đằng kia về đây. Chỉnh là cũng dẫn đi xuống dưới cốc bài để cắt tóc ngang vai này. Trước là để tóc dài cơ. Chỉnh dẫn đi mà. Được nghỉ Tết là xuống dưới kia ở với anh nhỉ? Có đi không? Có đi không? Có thích đi ở cốc bài không? Có. Có gì? Được nghỉ Tết là xuống với anh nhá. Xuống dưới kia anh mua bóng bay cho.
con gà cho gà của em còn sống không? Sống. Con sống à? Đi đâu rồi? Con gà đấy là không dùng cất pin. Đâu. Nếu như mà dùng pin là hết lâu rồi. Gà dùng bằng động cơ vặn. Đồ chơi. Đâu? Ở đây xem nào. Đâu rồi? Cất kỹ lắm. Đấy. Con sống không? Đen xì rồi. Chết không? Chết đâu, con khỏe đây. Đi giặt đi con. Không giặt đâu, kệ nó. Cái này để bằng nó đi đấy nhỉ? Thì bằng đi mà, để trên tấm ván kia là nó đi kìa. Lúc đầu là thích lắm, bây giờ chơi nhiều lại thành chán rồi đúng không? Dạ. Bây giờ thích cái gì? Bây giờ đây. Búp bê. Búp bê á? Búp bê gì? Lại búp bê. Con gái. Búp bê con gái á? Dạ. Cái tóc vàng vàng đấy à? Dạ. À, hôm nào anh mua cho một con nhỏ nhỏ bằng ngón tay này nhá. Nhá. Thích con như nào? Thích con như nào? To như này. Con to như này á? Dạ. À, thế hôm nào anh mua cho em một con nhá. Dạ. Ừ, nhưng mà phải ngoan nhá, nghe lời anh đi học phải đi học phải nghe lời cô giáo chứ chưa? Dạ. Ừ, để anh mua cho. Đấy, con gà này quá. Chứ là cháu cũng mua cho Thuận. Đấy. Bây giờ chơi nhiều thành chán rồi. Lại thèm búp bê rồi. Con này nếu mà chạy pin là thay mấy lần rồi. Dùng cái này là nó không cần đến pin, chỉ cần vặn vặn xong mình thả nó như kiểu là co dán ấy, như kiểu là lò xo đúng không? Trẻ con thấy là thích lắm. Thích quá, thích chứ. Bây giờ thì để làm sao hai anh em thay đổi, chỉ có là dê thì không tiếp tục là mua thêm được rồi cô bác. Này. Đấy còn con trâu thì cũng khá là tốn tiền. Bây giờ cái thứ nhất là vấn đề phải xử lý trước là làm sao để cho hai anh em có cái ngôi nhà thôi cô bác ạ. Để phải có ngôi nhà để có an cư thì mới lập nghiệp được. Có cái ngôi nhà để che nắng che mưa đó. Cái ngôi nhà này bây giờ mưa gió to về là rất là nguy hiểm. Thế em Thuận thì suốt ngày chạy quanh quanh cái khu nhà này, rơi xuống cái là không biết là như nào một lần cô bác. Tính mạng là ở trên hết rồi. Còn trâu thì bây giờ lấy về thì là rất là vất vả cho Hưng luôn. Thứ nhất là cả trâu cả dê nữa là tốn rất là nhiều cỏ. Nhà thì còn như thế này nữa thì cái khả năng là cái chỗ tiền đấy thì tích góp lại để làm nhà thôi các bác ạ. Các bác rất là góp ý thì cháu cũng Khương cũng rất là cảm ơn. Đấy là tấm lòng của các bác. Nhưng mà đến thực tế thì chúng cháu là người thực tế nhất. Vì ra đây thì cái nào cần thiết nhất là chúng cháu sẽ khắc phục cái chỗ đấy thôi các bác ạ. Bây giờ mua trâu về nữa thì cũng rất là vất vả. Thuận là đi học về còn phải đi lên rừng để lấy cỏ nữa. Bao nhiêu việc dồn đến hai đầu hai anh em các bác. Mong sao thì các bác sẽ cùng dang động vòng tay để đến với hai anh em, cùng chung sức để giúp hai anh em có được cái căn nhà cho an toàn hơn thôi các bác. Còn bây giờ thì cháu Khương cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Khương để trao tình cảm, tình yêu thương đến với hai anh em cũng như là hoàn cảnh bi đát ở trên vùng cao này các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong nội dung video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Con chào các bác. Con chào các bà. Rồi.